Ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Tri Tôn đã tuyên phạt bị cáo Phương Nguyễn Ngọc Ảnh, sinh năm 1995, cư trú thị trấn Tri Tôn, 8 năm tù. Châu Sơn Bosne, sinh năm 1997, Giang Nguyễn Giang Hiếu, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, cùng 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 8 năm 2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực khóm 4 thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng công an thị trấn Tri Tôn bắt quả tang Ảnh Yasne có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Chào Dara với giá 350.000 đồng. Lực lượng đã thu giữ một bọc ni lông trong suốt hàng kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ảnh, lực lượng phát hiện nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán sử dụng ma túy và các tài sản khác. Qua quá trình điều tra, được biết trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến ngày bị bắt, Ảnh đã nhiều lần kêu Sne và Hiếu đi mua ma túy của đối tượng tên Gò, không rõ họ tên địa chỉ. Mỗi lần mua từ 600.000 đồng đem về phân chia thành nhiều bọc nhỏ bán lại cho người khác để thu lợi. Ngày 22 tháng 8 năm 2021, Ảnh, Sne và Hiếu bị khởi tố để điều tra.